Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 387 của bộ truyện phạm nhân tu tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thứ đó phần mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. <laughs> đúng là quái lạ đó theo lời của lũng gia lão tổ và những người ở linh tộc đã nói thì cái thông đạo này không được ma tộc coi trọng nhưng hiện tại lại biến thành cái bộ dạng vậy có thể là bọn họ đã không nói sự thật muốn lừa gạt chúng ta hoặc là ma tộc nơi này không biết đã xảy ra cái điều gì ngoài ý muốn đột nhiên canh phòng cẩn mật nơi đây theo ta nghĩ cái phần lớn xảy ra vào cái khả năng thứ hai đó hàng lập ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trong cái gương đồng thản nhiên nói hàng từ bối sao lại khẳng định vậy vậy chu quả nhiên nghe xong lời của hàn lập vừa nói nhất thời không hiểu kinh ngạc hỏi giải đạo nhân đứng một bên chấp hai tay sau lưng chăm chú nhìn về phía cứ điểm của ma tộc dường như hắn có thể từ khoảng cách này mà nhìn xuyên qua không gian thấy hết thảy tất cả mọi thứ ở cái cứ điểm gần như ngay trước mắt vậy rất đơn giản thôi cái bức tượng phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn nhưng nhìn những cái viên gạch ở trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước thôi mà khi đó bọn ta đã sớm tiến vào ma giới rồi nên không thể là do bọn họ gài bẫy đâu. Hàng lập hai mắt hiếp lại rồi chậm rãi trả lời. Thì ra là vậy hả? Giảng bối nhất thời sơ ý lại không có chú ý tới điểm này. Chẳng qua tiền bối mới tới mới tới đây, nay đã gặp cái chuyện không như ý rồi. Chúng ta có nên tìm cái thông đạo khác hay không vậy? Chú Quả Nhi lại hơi lo lắng rồi hỏi. Không cần đâu, cái thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay. Mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái cũng càng nhiều như bình thường á cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên ma tôn trấn giữ mà thôi dựa vào lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta chứ điều phiền toái duy nhất á chính là mấy cái pháp trận được bố trí xung quanh kia kìa nếu bị mấy cái cấm chế này giữ chân á thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn đó hàng lập nhìn bốn phía của cứ điểm mơ hồ chớp động các loại ánh sáng của cấm chế nhíu mày rồi nói lúc trước bọn họ tiến vào ma giới là cùng với đám người linh tộc hơn 10 tên hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế xâm nhập vào trong thông đạo hiện tại chỉ còn lại một mình hắn lại thêm cứ điểm trước mắt so với chỗ xong vào lúc trước còn lớn hơn rất nhiều hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu chu quả nhi không giấu được sự thất vọng mặt mày trở nên ủ dột nhưng tất cả nhưng tất nhiên là nàng cũng không thể đưa ra được cái biện pháp gì cả nếu người cảm thấy với cái pháp trận này có chút phiền phức á, thì bản thân ta có một môn bí thuật có thể giúp người trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết. Ngay lúc này, giải đạo nhân đột nhiên quay đầu lại rồi nói. Cái gì? Giải huynh còn có thần thông loại này nữa hả? Nếu thật là vậy á, thì hàng mổ vô cùng cảm kích rồi. Hàng lập nghe thấy như vậy, tự nhiên quá đổi vui mừng. Không cần cảm tạ như vậy đâu. Tuy nhiên thi trị kỹ thuật này cực kỳ tiêu hao tương lên lực, Chủ cống phẩm lúc trước của người đưa cho ta Lần này ra tay chắc chắn sẽ tiêu hao hết gần nữa rồi Có muốn ta xuất thủ tương trợ hay không Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói sau Khuôn mặt của giải đạo nhân không chút biểu cảm trả lời Việc này không thành vấn đề đâu Ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta trở về được linh giới thôi Còn cái chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia Dù có tiêu hao hết cũng không có hề gì đâu Lúc đầu thì Hàng Lập hơi ngơ ngác, Nhưng lập tức không lưỡng lự nói có cái bình nhỏ thần bí kia trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm này. Tốt, nếu đã như vậy, chừng nào ngươi bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ. Ngoài ra, bởi chỉ có uy lực của thần thông này vô cùng kinh người, trong một thời gian sau khi ta ra tay, tu di sẽ giảm xuống một cảnh giới. Nếu chẳng may gặp phải cường địch, thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng giúp ngươi được nhiều đâu. Giải đạo nhân gật đầu, còn nói ra vài câu khiến cho hàng lập trùng mình đám cao giai ma tộc bình thường bản thân ta có thể dọn sạch được còn cái bậc thánh tổ của ma tộc thì không dễ dàng gì gặp được ở đây đâu hàn lập suy nghĩ kỹ một chút lại lần nữa khẳng định trả lời người biết vậy là được rồi giải đạo nhân gật đầu rồi không nói thêm cái gì nữa phía sau hàn lập mỉm cười bắt đầu tính toán trình tự tấn công cuối ngày ánh mặt trời ảm đạm dần trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Hàng Lập đưa thần niệm ra xa, do xét tình hình cứ điểm, phát hiện ra so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt cả. Bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy, miệng thốt ra hai chữ hành động. Tay áo của giải đạo nhân rung lên, lập tức một mảng ánh sáng màu bạc thật lớn phun ra, đem vùng xung quanh của Hàng Lập cùng Chu Quả Nhi bao tròn lại. Hình ảnh ba người chợt lóe lên rồi biến trong mất biến mất vào cái làng hào quang màu bạc. Một thời gian ngắn sau, cách cứ điểm to lớn mấy chục dặm, trên không trung đột nhiên có quang hà màu bạc chớp động ba người hàng lập hiện ra không nói một tiếng nào hàng lập vừa xuất hiện không nói lời nào một tay giơ lên cái phi sa màu đen liền hiện ra trước mặt chu quả nhi lập tức ngoan ngoãn bay lên phía trên mà giải đạo nhân ở bên trong cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống đưa tay đánh ra một trảo vào hư không trong tay cùng lúc hiện ra hai cái cây lệnh bài một vàng một bạc tiếp theo linh lực trong tay chuyển động cực nhanh sau đó những cái chiếc lệnh bài Điều biến ảo thành hai đoạn hào quang một vàng một bạc. Ngay lập tức, giải đạo nhân đem khí tức ở trên cơ thể thu lại toàn bộ, nhưng trên mình lại quỷ dị hiện ra một tầng linh văn màu xanh lá cây, hầu như nó trải kính các nơi trên cơ thể, nhìn vào thì thật vô cùng kỳ lạ. Mà hai cái khối lệnh bài vừa biến thành hai khối hào quang màu vàng và bạc lúc này bắt đầu ngân lên những tiếng phản âm. Nhất thời giữa chúng trang cái từng đợt quang hà hai màu rồi đang xen lại với nhau ngay trên đỉnh đầu của giải đạo nhân một khối quan cầu hai màu vàng bạc đường kính khoảng một trượng nhanh chóng ngưng tụ trong không trung rồi điên cuồng lớn lên với tốc độ chóng mặt biến động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các vị sĩ ma tộc trên tường phát hiện ra lập tức có một đám đứng ở trên khúc tường gần nhất hét lên những tiếng chói tai sau đó từ hai bên trái phải có đến ba bốn mươi tên lao lên trời nhắm thẳng phía hàng lập mà bay tới hàng lập thấy vậy thì chỉ kẻ nhíu mày nhưng lại không hề nhúc nhích hoàn toàn không muốn ra tay ngăn cản một lúc sau cái đám vị sĩ ma tộc bay đến gần đó. Cầm đầu cái đám ma tộc này là một gã có thân hình cao lớn hơn hẳn những tên khác, hắn quát lớn. Mày là thằng nào? Không biết đây này là khu vực cấm hả? Cho dù là ai cũng không thể bán mạng tới đây. Đám ma tộc này đều tỏ ra hùng hổ như muốn nhai sống hàng lập vậy. Khu vực cấm hả? Không thể bán mạng tới sao? Tiếc thật đó nha, bọn ta không chỉ muốn nghỉ lại đây một lúc mà còn muốn vào thăm cứ điểm của các người nữa kìa. Hàng lập cười nhẹ rồi nhìn lướt qua cái tên chỉ huy phía sau bâng quơ hỏi: cái gì? Người dám nói gì vậy sao? Ủa, cái tên kia đang làm gì vậy? À, à, tù gì của các ngươi là? Tên ma tộc cầm đầu nghe vậy liền tỏ ra giận dữ, nhưng khi thường niệm của hắn đảo qua, hàng lập cùng với giải đạo nhân thì lập tức kinh hãi. Nhưng không chờ cho đám ma tộc này kịp phản ứng, thân hình của hắn khẽ rung lên, ngay lập tức hai đám hào quang một vàng một bạc phía trước mặt liền biến mất ở trong hư không mà cái khối quan cầu khổng lồ trên đầu lại phát ra một tiếng ầm vang rồi tự động nổ tung ra vô số điểm sáng từ giữa vụ nổ của khối quan cầu bắn ra nhìn kỹ lại thì đúng là những cái ký hiệu màu vàng hoặc bạc lớn như cái hạt đậu muôn ngàn ký hiệu dày đặc như mưa chiếu sáng rực rỡ cả một mảng bầu trời rồi xé rách hư không nhắm thẳng về phía cứ điểm của ma tộc ùng ùng kéo đến phía trước đó không xa có một đám vệ sĩ ma tộc vừa vặn đứng ngay trên đường đi của những ký hiệu vô số tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên sau đó trong nháy mắt thân thể của chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ rồi hóa thành một làn khối nhẹ tan biến giữa trời đất cách cứ điểm khoảng gần 10 dặm nơi đám mưa ký hiệu đang bay tới bỗng hiện lên tân tân lớp lớp trận pháp đủ mọi màu sắc lớn nhỏ khác nhau sóng gió cũng dấy lên khắp nơi trong không trung mà không biết các ký hiệu màu vàng và bạc này mang theo cái loại uy lực khủng khiếp gì nơi nào cơn mưa ánh sáng lướt qua thì các loại cấm chế nơi đó liền giống như cỏ mục trong nháy mắt đã bị xuyên thủng chỉ trong nháy mắt cấm chế vốn văn ngập trời đã bị khiếm quyết mất một mảng cũng không còn bất cứ trận pháp bảo vệ nào nguyên vẹn nữa nhưng về giải đạo nhân sau khi phóng ra hai quan cầu màu vàng và bạc thì sắc mặt trở nên tái nhợt khí tức trên người cũng giảm đi đến tám chín phần thực lực của hắn cũng giảm xuống thấp hơn một chút so với cảnh giới đại thừa đúng như những gì mà hắn đã nói lúc trước chúng ta đi thôi Hàng lập thấy cảnh này thì liền không do dự mà quát một tiếng, lóe lên một cái liền tiến vào phi xa. Giải đạo nhân cũng đứng thẳng dậy, nhón lên một cái đã mơ hồ xuất hiện bên trong đó. Hàng lập hít sâu một hơi, khắp người lượn lờ bao phủ một cái làn hào quang màu xanh. Một bên hắn điều động pháp lực trong cơ thể, đồng thời giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ hô một chữ. Nhanh! Chiếc phi xa rung lên, truyền ra một tiếng nổ chói tai rồi biến thành một đạo hào quang màu xanh bắn đi. Tốc độ cực nhanh, nhìn lên nền trời chỉ kịp thấy một tia sáng màu xanh mới lóe qua đã biến mất những cái cấm chế còn sót lại bên ngoài khu cứ điểm hoàn toàn không thể ngăn cản được cái đạo hào quang màu xanh này chỉ sau vài cái chớp động cái dải hào quang đã bay đến không trung bên trên khu cứ điểm sau đó nhắm thẳng vào phía đám ma vân đang lơ lửng bắn đi cả khu căn cứ trở nên náo động vô số giáp sĩ từ các nơi bay ra phóng loạn trên trời nhưng với thực lực của đám ma tộc này thì có đến hơn nữa không nhận ra sự tồn tại của hàng lập chỉ có vài tên cao giai có cấp bậc hóa thần hoặc luyện hư mới nhìn thấy chúng liền kinh hoảng phóng như bay đến chặn lại nhưng chỉ với tốc độ của bọn chúng thì sao có thể cản được phi xa đang được hàng lập điều khiển phóng đi như bay kia mà đúng lúc này trong khu cứ điểm bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ tiếp theo đó là một đoàn lửa màu xanh một cơn lốc màu đen hai đạo và hai cái đạo cầu vòng màu đỏ từ các phương hướng khác nhau trong khu căn cứ bay đến Cuối cùng thì những tên có cấp bậc ma tôn ở khu cứ điểm này cũng đã ra tay. Nhưng Hàng Lập lại không thèm để ý, chiếc phi xa vẫn phóng đi như bay. Chớp mắt đã đến trước cái đám ma vân đang lơ lửng ở trên không trung. Hắn không hề do dự mà đưa hai tay ra chà sát rồi dương lên trời. Một tiếng sóng vang lên, vô số cái đoàn lôi cầu màu vàng từ hai tay hắn tuôn ra rồi nhập vào cái đám mây đen. Ngay sau đó, từng trang nổ liên miên vang lên. Trong đám mây đen hiện ra từng dải điện màu vàng chớp lóe Ma Vân nhìn có vẻ dày đặc, nhưng khi gặp phải các giải điện màu vàng đang chớp lóe thì không hề ngăn cản được chút nào. Chỉ vừa tiếp xúc đã bị đánh tan đi, để lại cả một vùng trống rỗng trong hư không. Nhóm người hàng lập không hề chậm lại, phi xa khẽ chớp động đã chạy như bay về trung tâm của Ma Vân. Làn sương mù màu đen lao đi, liền để lộ ra một cái thông đạo khổng lồ có đường kính lớn gần một dặm. Mà đúng lúc này, từ trong làn sương mù ở bên sườn Ma Vân truyền đến hai âm thanh lạnh thấu xương Đường này không đi được, cút cho ta Tiếng nói vừa dứt Tại phía bên này đã vang lên tiếng sét đánh chối tay Lập tức nơi đó lóe lên đạo sát màu đen lớn hơn 10 trượng Sau đó liền biến ảo thành một con dao lông bằng điện hung hăng lao đến Còn ở sườn bên kia lại vang lên một tiếng rít thật dài Theo đó là một hư ảnh cự kiếm màu xanh chui ra từ trong sương mù Nó rít lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh chém tới Hàng Lập đang đứng ở trong phi xa thấy vậy, khuôn mặt khẽ biến, Tuy rằng hai kẻ mới ra tay còn đang lẫn trốn trong sương mù, nhưng uy lực của hai chiêu này thực sự quá mức kinh người. Rõ ràng nếu đem so sánh với hai người này thì những ma tôn khác không thể sánh bằng được. Nhưng chỉ với hai đoạn công kích này thực không đáng để hắn nhìn đến. Hắn nhấc một tay lên, lập tức từ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cái lưỡi kiếm khí màu xanh. Cánh tay còn lại thì phát ra một tiếng sấm, hào quang màu vàng chợt lóe, một tia chớp màu vàng bắn ra. Tia chớp cùng với đạo kiếm khí mới hiện ra trên bàn tay kia thì cả hai hóa thành một cơn lốc lao đi. Anh oanh! Hai tiếng nổ vang chối tai vang lên. Tì chớp với tì chớp, kiếm quang với kiếm quang. Bốn thứ vừa va chạm vào nhau liên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi rồi tất cả đều tan biến không thấy bóng dáng. Có vẻ như bốn cái thứ này ngang ngửa nhau. Hàng lập thấy vậy liền ngẩn mặt ra. Còn hai cái gã ma tộc đứng ở hai bên sườn thông đạo cũng chấn động. Phải biết rằng đây là hai tên cao giai ma tộc cái đòn công kích vừa rồi của chúng nhìn như có vẻ bình thường vậy thôi, nhưng thực ra trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Thì chất màu đen kia được xưng là một trong bốn đại thần thông của ma giới, nó ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu các loại pháp khí hoặc là bảo vật bình thường vừa bị đánh phải, liền lập tức bị ăn mòn tan nát. Còn cái đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi cũng là bản mạng thần thông đã được gã ma tộc kia tu luyện cả vạn năm. Chỉ dựa vào sự sắc bén, nó đã chém đứt không biết bao nhiêu phi đao phi kiếm rồi. Giờ đây hai tên này đồng thời công kích Vậy mà lại bị Hàng Lập sử dụng hai cái thủ đoạn y hệt hóa giải Điều này làm cho hai tên ma tộc vốn luôn tự tin vào thần thông của mình trở nên hoảng sợ Tuy vậy Hàng Lập cũng không muốn dây dưa với bọn chúng nữa Chiếc phi xa vốn đang ở dưới chân khẽ trung lên Hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh thật dài phóng thẳng về phía cửa thông đạo Người dâm, muốn bỏ chạy sao? Hai cái gã ma tộc thấy vậy liền không hẹn mà cùng nhau nổi giận chúng đem cái nỗi kinh ngạc trong lòng quăng lên chín tầng mây, rồi nháy mắt đã ra tay. đúng lúc này, trong màn sương đen vang lên ngàn vạn tiếng sấm, theo đó là vô số dải chớp màu đen bắn ra, mà bên còn lại cũng vang lên tiếng xé gió thật lớn. một đạo kiếm quang so với lúc nãy còn lớn hơn đến bốn năm lần, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời chém tới. gần như hai người đánh ra cùng một lúc. ngoài ra mục tiêu của chúng lại không phải là hàng lập mà trực tiếp hướng tới cửa thông đạo bay tới. Ngay sau đó, cái cửa thông đạo đã bị hai cái đạo công kích trắng kính bưng. Muốn cho Phi bay vào đó thì nhất định phải phá được cái sự ngăn cản của hai người này. Thấy cảnh này, Hàng Lập đang đứng một bên Phi chẳng những không giận mà còn cười rộ lên. Hắn gầm nhẹ, hào quang màu vàng tỏa ra quanh mình. Thân hình cũng nhanh chóng biến thành một cự viên lông vàng cao đến mấy trượng. Nằm ngón tay nắm chặt lại, tạo thành cái nắm đấm thật là lớn. Cánh tay hơi nhoáng lên rồi vẫn mười thành sức lực đánh bình bịch về cái phía kiếm quang và sấm chớp phía trước. Với sức lực của Hạng Lập khi đã biến thành sơn nhạc cử viên toàn lực đánh ra, uy lực tự nhiên không thể coi thường được. Chỉ sợ là ngay cả người có tu vi đại thừa cũng không dám đón đỡ trực tiếp. Vô số quyền ảnh ngưng tụ lại như là thực chất, to như những quả núi nhỏ đồng loạt lao tới. Không gian phía trước trở nên nhộn nhạo rồi vặn vẹo kịch liệt, không khí cũng như bị ép đặt lại. Một tiếng nổ lông trời lở đất vang lên, Vô số thi chớp và đạo kiếm quang đang chặn ở phía trước kia Bị những cái đạo quyền màu vàng đánh lên liền vỡ vụn ra Thành muôn vàng mảnh nhỏ Rồi xé rách toạt ra Tạo thành một con đường để đi về phía trước Phi Sa khẽ nhoán lên rồi quỷ dị lướt tới Sau đó mất hút vào bên trong thông đạo Theo đó trong thông đạo chỉ còn những cái đám mây năm màu chớp nháy Cùng với từng trận dao động truyền tới Còn bóng dáng của Phi Sa thì đã biến mất tâm Lúc này ở phía bên kia sườn của Ma Vân từ trong sương mù bay ra hai bóng người. Hai người này nhoáng lên một cái thì đã xuất hiện trong không trung trước cửa thông đạo, rồi nhìn vào khoảng không sâu hung hút trong đó, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoảng. Hai cái tên ma tộc này, một người có khuôn mặt thanh tú, trên đầu có một cái sừng, khoác bộ áo màu tím. Người còn lại thì có làn da ngâm đen, mái tóc đỏ như lửa, toàn thân trùm kính một bộ chiến giáp màu trắng. Thôi chết mụ nổi rồi, bọn chúng đã chui vào bên trong rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đại nhân đang đi trên đường rồi, tên ma tộc của làn da ngâm đen dung mạo khoảng ngoài 40 tuổi chắc sẽ không đúng lúc như vậy đâu đại nhân nói hôm nay sẽ từ linh giới trở về nhưng cũng không nói rõ khi nào có lẽ đến tối cũng nên nữa cái tên ma tộc còn lại cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh đúng là nghĩ một đàn rồi nói một nẻo nếu được như vậy thì tốt rồi nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái việc bị khiển trách đâu mà cái tên vừa rồi là ai vậy tưởng như lại sống vào thông đạo hắn không sợ cái thánh tổ đại nhân nổi trận hay sao chứ Tên ma tộc của làn da ngâm đen khẽ thở dài, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhăn nhó, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Ai thì không biết nữa, nhưng người vừa rồi có thần thông sâu không lượng được, chỉ cần khẽ phẩy tay để hóa giải được pháp thuật của ta và ngươi thì tuyệt đối không thể là loại ma tôn bình thường đâu. Hay là một vị thánh tổ đại nhân nào mới xuất hiện? Gã ma tộc mặc áo tím suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Thánh tổ hả? điều này không thể xảy ra đâu cho dù thần thông của người đó có lợi hại đến mấy nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó đâu huống chi nếu là thánh tổ thật sự thì cần gì phải xông vào chứ chỉ nói ra vài câu ta và ngu đành phải ngoan ngoãn nhường đường rồi tên ma tộc da đen nghe vậy liền lắc đầu rụt cổ nếu không phải cái vị thánh tổ nào đó thì có thể là mấy tên ma tôn nổi danh chỉ có tu vi kém mỗi đại thừa thôi nhưng mà lợi hại như cái người vừa nãy thì thật sự không có khả năng đâu mà nếu đúng là có người như vậy thì chẳng nhẽ ta và ngươi không nhận ra hay sao chứ thôi bây giờ hãy quay lại hỏi xem mấy tên tôn giả khác ở cứ điểm khác xem bọn chút có nhận ra điều gì không tin ma tộc áo tím trầm ngâm một lúc rồi nói có ta và ngươi đều không nhận ra thì chỉ sợ là ngay cả bóng dáng người đó lũ rác rưởi bên dưới cũng không nhìn thấy nữa hỏi chúng liệu có tác dụng gì chứ tin ma tộc da đen nhìn thoáng qua mấy cái đạo hào quang sáng chối đang bay đến nơi này hai mắt nhíu lại tỏ ra vẻ khinh thường. Những <laughs> nhưng cho dù thế nào, hổ dạy câu cũng chẳng mất gì, không chừng lại có thể thu được vài manh mối nữa. Tên ma tộc da đen vừa nói xong lại suy nghĩ lại rồi nói tiếp. Ngay trong cái khoảnh khắc hai tên ma tộc nói chuyện, vài đạo hào quang kia đã bay đến gần bên cửa thông đạo rồi chợt tắt đi. Bên trong hiện ra vài tên ma tộc cao dài có vóc dáng khác nhau. Bọn chúng đều cung kính hướng phía hai tên bên này cúi chào. Tên ma tộc da ngâm đen không nói lời nào, hắn giơ tay hoa lên không trung trong hư không dấy lên vài trận dao động một cái làng quan hà màu xanh biếc hiện lên sau đó biến ảo thành hình dáng của ba người nhóm hàng lập các người có ấn tượng gì với ba người này không vậy có biết họ là ai hay không tên ma tộc da đen lạnh lùng hỏi một lúc sau có một gã nam tử gương mặt cày đét bước lên cùng kính nói Dạ thua hai vị đại nhân Dù trên sự lợi hại của hai người này Thì có thể đoán là họ không phải người của thánh giới của chúng ta Mà đến từ linh giới Là tu sĩ của nhân tộc á Tu sĩ nhân tộc Tinh ma tộc da đen nghe vậy Thì liền tỏ ra ngẩn ngơ Hắn hơi giật mình Còn cái tên mặt áo tím bên cạnh vẻ mặt cũng hơi động Dạ đúng vậy Hai vị ở đây đóng cửa tu luyện đã lâu Nên không biết việc này cũng là điều dễ hiểu thôi Nhưng trên thực tế những chuyện liên quan đến hai người này Đã được truyền đi khắp thánh giới rồi Thậm chí có người đồn rằng đã có thánh tổ đã bị họ đánh bại. Một phụ nữ ma tộc khác vội giải thích thêm. Có chuyện này sao? Các người hãy kể tỉ mỉ cho ta một chút nghe coi. Sắc mặt của hai tên ma tôn nghe vậy liền giật mình, nhưng có vẻ chúng vẫn không tin tưởng lắm. Dạ, chuyện này xảy ra từ vài năm trước. Gã ma tộc gầy đét bắt đầu kể lại những tin đồn có liên quan đến hàng lập mà hắn nghe được. Hai tên ma tôn đứng nghe, vẻ mặt chúng theo đó cũng biến đổi không ngừng hiện tại thì ở phía bên hàng lập không gian bên trong thông đạo chiếc phi xa được một cái quần sáng thật dày tạo bởi vô số ký hiệu màu sắc khác nhau bao phủ kín mít từ trên đó tỏa ra từng trận dao động mà lao về phía trước phóng đi hàng lập đã khôi phục lại thân hình vốn có đang đứng trước cái mũi phi xa tuy rằng dáng người của hắn vẫn cứng nhắc nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ thoải mái hơn trước rồi chỉ cần đi vào cái thông đạo thì mấy canh giờ sau sẽ trở về linh giới tuy cửa ra của thông đạo nằm trong khu vực của mộc tộc nhưng điều này cũng không hề gì chỉ cần được trở về quê cũ thì hàng lập cảm thấy rất hưng phấn thời gian trôi qua từng chút một chiếc phi xa không hề bị cản trở hơi lắc lư bay đi hàn lập còn đang tính toán thời gian còn lại để đi hết cái thông đạo thì bỗng nhiên không gian phía trước truyền đến từng đạo dao động bất ngờ một chiếc thuyền lớn toàn thân đen sì dài đến hơn trăm trượng hiện ra trên người có chi chít các vệ sĩ của ma tộc đang đứng nó cũng đang hướng về phía bên này mà bay tới không ổn rồi trong lòng của hàng lập trầm xuống hắn đem pháp lực trong thân thể vận động sắc mặt cũng có chút ngưng trọng tuy rằng trong khu vực thông đạo này có vô số lốc xoáy không gian vô cùng kịch liệt lúc bình thường không thể dễ dàng đấu pháp nhưng chẳng may đối phương lại phớt lờ chủ động ra tay nếu vậy thì hắn cũng không thể nào bó tay chịu trói mà không phản kích lại cả mà nhìn khí thế của chiếc thuyền lớn kinh người như thế kia chỉ sợ là chủ nhân của nó cũng không phải là cái loại ma tôn bình thường của ma tộc trong lòng của hắn bắt đầu cẩn thận hơn vài phần cả chiếc phi xa và cự thuyền đều phóng với tốc độ cực nhanh chỉ một nhịp thở sau cả hai đã tiến sát lại với nhau từ bên này có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đang đứng ở bên kia hàng lập im lặng không nói thêm gì trên chiếc thuyền lớn bên kia chở đầy các vị sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu bạc trên vai phất phới áo choàng đỏ như lửa tu vi của bọn chúng thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ chỉ tính mỗi phía mũi thuyền đã có hơn trăm tên ma tộc đang đứng thỉnh thoảng còn có vài tên ma tôn lẫn vào trong đó đám vệ sĩ ma tộc há mồm trợn mắt nhìn qua phía hàng lập tất cả bọn chúng đều cực kỳ kinh ngạc trong nhất thời không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra theo kế hoạch ban đầu cái thông đạo này bị trưng dụng nguyên một ngày hôm nay mới phải đúng ra chỉ có một mình cái cự thuyền của bọn họ mới được đi lại thôi vậy tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc phi sa đang lao như bay phía trước nữa chỉ cần một cái nháy mắt nữa là phi sa sẽ bay ngang qua cái chiếc thuyền lớn này vậy mà cái đám ma tộc trên đó vẫn chưa kịp có phản ứng gì cả nhưng bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh cực kỳ già dạ nua Ha, thật ra là người của Linh Châu hả? Nếu đã đến đây thì đừng có chỗ về vậy chứ Theo tao quay lại thanh giới một chuyến nữa đi Vừa dứt lời, từ trong khoang thuyền truyền ra một cổ sát khí đậm đặc như là thực chất Tiếp đó không gian bên trên dao động rồi hiện ra một cái khe hở Tỏa ra hào quang màu trắng sáng rực Tiếng quỷ gào thê lương vang lên một cái bàn tay bằng xương trắng thật lớn chui ra từ cái trong khe hở giữa không trung rồi hung hăng đập xuống nằm ngón trắng hiếu trên bàn tay còn chưa tới mà từng đạo sát khí màu xám âm u đã từ trên đó cuộn thành một vòng rồi lao đến trước quần sáng bảo vệ bên ngoài của phi sa vừa chạm phải cái cổ khí xám đã vỡ vụn ra không thể ngăn cản được chút nào cả hàng lập đứng ở trong phi sa thấy vậy thì khuôn mặt liền trở nên méo mó hắn không chút do dự gầm lớn hào quang màu vàng quanh người sáng rực cơ thể lớn lên biến thành một con cự viên lông vàng cao đến mấy trượng. Cự viên giơ hai cái nắm đấm màu vàng to tướng lên trời hung hăng đập tới. Quyền ảnh màu vàng chợt lóe lên. Âm âm âm. Làn sát khí màu xám trắng vừa chạm với cái quyền ảnh đã bị ép cho tản ra. Nhưng đạo quyền ảnh vốn đang có màu vàng rực rỡ ảm đạm đi rất nhiều, độ lớn cũng thu nhỏ lại gần một nửa. Ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe lên trong mắt giải đạo nhân đang đứng bên cạnh. Hắn liền há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu vàng, đầu ánh sáng này nhoáng lên rồi hòa với cái quyền ảnh đánh vào lòng bàn tay khổng lồ bằng xương trắng tại cùng một thời điểm một âm thanh như chuông vỡ vang lên hai đạo hậu quan màu vàng ở dưới lòng bàn tay nổ tung ra rồi đan vào nhau tạo thành một thể tạo thành một cái vầng mặt trời vàng rực thực lớn xoay chuyển không ngừng bàn tay khổng lồ bằng xương trắng kia dù có chứa uy lực lớn đến cỡ nào nhưng khi va chạm với cái vầng mặt trời màu vàng bên dưới thì liền bị chặn lại Cùng lúc đó, khắp nơi ở trong không trung dấy lên từng đợt dao động kịch liệt, từng trang âm thanh ông ông cộng hưởng với nhau vang lên, thậm chí có một số chỗ đã bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, xem ra cái thông đạo này có vẻ không chịu nổi nữa. Đám ma tộc đang đứng trên chiếc thuyền lớn thấy vậy liền thất kinh, không ít kẻ bắt đầu sợ đến toát mồ hôi hột. Một khi cái thông đạo này sụp xuống thì cả đám bọn họ sẽ không thể chạy đi đâu được cả. Nhưng đúng lúc này, trong khoang thuyền lớn bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh lùng nằm ngón trên bàn tay bằng xương hợp lại, nhìn giống như một thanh đao hướng về quần hào quang chém tới. Phúc! Vườn hào quang màu vàng bên dưới vừa bị bàn tay bằng xương chém lên thì lập tức tan biến. Hàng lập thấy vậy thì trong lòng như hít phải một ngụm khí lạnh. Nhưng lúc này, hắn đem toàn bộ pháp lực ở trong cơ thể điên cuồng trút xuống phi xa dưới chân. <laughs> Chiếc phi xa khẽ rung lên, lập tức biến mất. Ngay sau đó, không gian ở một nơi cách chỗ cũ hơn trăm trượng, bỗng nổi lên dao động, Chiếc phi xa lóe lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu xanh bắn đi. Bàn tay màu trắng bên này rung lên, sau đó nó phát ra một tiếng trầm đục rồi vỡ ra. Đám ma tộc thấy vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Đây thôi, không còn để ý tới bọn chúng nữa. Lo việc của chúng ta quan trọng hơn. Một lúc sau, trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh già nua, lạnh lẽo không hề mang chút tình cảm nào. Dẫu đại, đại nhân! Trên mũi thuyền nổi lên một trận xôn xao, ngay lập tức có một đám người bắt tay vào việc của mình. Dạ thưa thông thiên đại nhân nè à. Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng đi vậy hả Hay là phái dạy người đi bắt họ trở vậy Gã thiếu niên ma tộc này vóc dáng khoảng 12-13 tuổi Đang ngồi trong khoang thuyền Tỏ vẻ không cam lòng Hắn nhìn vào ông lão tóc bạc Đang ngồi trên ghế thái sư rồi hỏi Thôi bỏ đi Việc kinh của ta quan trọng hơn Mấy con sông nhỏ này để ý làm gì chứ Không nữa trừ khi là ta đất thông ra tay Còn những kẻ khác không hề có khả năng làm được việc này đâu Ông lão đầu bạc khoác trên mình một bộ áo bào hai tay dài quá đầu gối rồi nhẹ nhàng trả lời. Bọn họ lợi hại vậy sao? Nhưng lúc trước thông thiên đại nhân còn chưa dùng hết bản lĩnh thật sự mà. Tình thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, trên má còn có vài đạo ma văn. Hắn nghe ông lão nói vậy liền trở nên giật mình. <laughs> Đúng là ta chưa dùng đến bản lĩnh thật sự, nhưng hai người bọn chúng cũng đâu có sử dụng hết thần thông đâu chứ. Nếu mà phải ra tay thật sự, ta cũng không thể dễ dàng bắt được bọn chúng vậy đâu ông lão tỏ ra rất cưng chiều với cái tên thiếu niên trước mặt này mỉm cười rồi giải thích bọn chúng có thần thông lớn vậy xem ra nhất định phải rất nổi danh trong vị tộc rồi hai con mắt của gã thiếu niên khẽ chớp hắn hơi suy nghĩ rồi hỏi ngồi mà có thể lẫn vào thánh giới chúng ta rồi bình yên quay về thì tất nhiên không thể là kẻ yếu được rồi nhưng nếu không phải là chúng ta đang ở trong thông đạo không thể thoải mái vận động pháp lực đó, thì sao có thể buông tha cho họ được chứ âm thanh của ông lão mang chút lạnh đùng, trên mặt cũng chợt lóe lên một tia tàn ác tất nhiên rồi nếu gặp phải lão tổ bên ngoài thông đạo thì mấy tên dĩ tộc vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà thôi tên thiếu niên vội vàng định hót ông lão nghe vậy liền cười kha kha hai mắt nhíu lại khẽ vân về cái chậm râu dường như lão ta rất thích thú được nghe những lời của tên thiếu niên vừa rồi nói nhưng trong lòng của lão lúc này cũng đang mê hoặc nếu đã không nhớ ra, nhân vậy chắc mấy tên vừa đầu là nhân vật không quan trọng nào đó rồi. hay, thôi bỏ đi, có vậy thì đợi lúc về tới thánh giới rồi hỏi cũng chưa có muộn mà. trong lòng ông lão đầu bạc âm thầm cân nhắc. ba bốn canh giờ sau, ở một cái đầu khác của thông đạo có một đội vệ sĩ ma tộc đang tuần tra qua lại. trên mặt đất phía dưới có ba tòa tháp hình tam giác xếp với nhau tạo thành một cái chữ phẩm. đột nhiên trong thông đạo dấy lên vài trận dao động một đoàn hào quang đang bao lấy một cái vật gì đó từ giữa thông đạo bắn ra, rồi vọt qua đầu một đội tuần tra gần đó bay vút đi. Ngay lập tức, các đội ngũ tuần tra ở gần đó trở nên kinh hãi, từng tràn còi báo động bỗng chốc vang lên, vô số cái tên ma tộc từ khắp nơi cũng hùng hổ bay tới. Cùng lúc này, những cái tháp lớn ở bên dưới cũng bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang. Trên vách đá bên ngoài liền hiện ra những cái ô cửa lớn nhỏ khác nhau. Vô số ma tộc từ trong các ô cửa chen nhau bay ra, nhưng tốc độ của phi xa cực nhanh Căn bản là nó nằm ngoài sự tưởng tượng Của đám vị sĩ ma tộc này Chỉ nghe âm thanh vèo vèo vang lên Bóng dáng của chiếc phi xa đã hiện lên ở cuối chân trời Lại chấp động lên một cái Rồi biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa Đến tận lúc này mới có vài tên ma tôn Từ trong tòa tháp lớn lao ra gào lên giận dữ Đúng rồi, nơi này đúng là lãnh thổ của một tộc rồi Năm xưa tôi từng đến một tộc một lần Đối với cảnh tượng độc đáo nơi này Tôi không thể lẫn vào đâu được đâu trong không trung, cách đó mấy vạn dặm, chiếc phi xa vẫn một mạch bay đi. Hàng lập đứng bên trong quan sát những cái gốc cây cao lớn hơn trăm trượng mọc chi chít tạo thành cái rừng rậm phía dưới. Hắn xúc động nói một hơi. Đây là linh giới hả? Đúng là linh khí ở đây thật nồng đậm đó. So với tiểu linh thiên của chúng ta thì còn dày đặc hơn nhiều. Chu Quả Nhi rất hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh. Trong tiểu linh thiên cũng có không ít tu sĩ của nhân tộc lưu lạc ở đó, nhưng họ chưa bao giờ nói đến quê hương của mình ở giới diện khác cho các đệ tử nghe thực có chút xúc động khó nói nên lời. Linh giới mặc dù rất tốt, nhưng nhân tộc của chúng ta ở linh giới chỉ là một tộc bình thường thôi. Hơn nữa hiện giờ đang rất nguy khốn nữa, không tốt như những gì ngươi đang tưởng tượng đâu. Hàng Lập thu ánh mắt trở lại rồi khẽ lắc đầu nói. Mặc dù vậy thì linh giới thật sự thích hợp cho nhân tộc chúng ta tu luyện hơn là tiểu linh thiên. À, mà khi nào thì tiền bối định tới tiểu linh thiên vậy? Lúc đó nhớ cho giảng bối đi theo với nha. Chu Quả Nhi vội vàng cười hì hì Việc này thì ngươi cứ yên tâm đi Đến lúc đó nếu ngươi không nói nhị ta cũng mang ngươi đi theo thôi Dù sao ta không biết chút gì về tiểu linh thiên cả Cần phải có một người đi theo dẫn đường nữa chứ Hàng lập nhanh nhậu đáp ứng Vậy chẳng bố xin cảm ơn tiền bối nhiều nhiều Chu quả nhi mừng rỡ Nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục cúi đầu xuống thi lễ Hàng lập gật đầu không nói gì nữa Hắn tiếp tục điều khiển phi xa hướng về phía trước lao đi Với tốc độ mà hàng lập dùng toàn lực điều khiển Tất nhiên sẽ không phải lo lắng về việc có người đuổi theo ở phía sau nhưng lúc này sau khi đã bay được hơn nửa ngày đường hàng lập quan sát khung cảnh hai bên vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng trọng tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ bạc ngàn nhưng trong đó thỉnh thoảng lại có một số cây màu lá trở nên xanh thẳm hơn so với những cây lá màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn theo hướng bay của phi sa cái loại cây đặc biệt này càng ngày càng mọc nhiều thậm chí có nơi còn mọc hơn một nửa là cái loại cây lá màu xanh thẳm này trong những cái mảng rừng rậm kiểu như vậy còn tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái Tuy nó rất loãng đến mỏng manh, nhưng khi nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy chu Quả Nhi chưa đi đó biết đây nhiều, nhưng khi nàng nhìn thấy cái đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt nàng cũng từ từ lắng xuống, thay vào đó là nét kinh ngạc bất an. Hàng tiên bối, loại cây kia thật giống với cây cối mọc ở ma giới đó, hơn nữa trong làng sương mù này còn ẩn chứa ma khí nữa, chuyện này nghĩa là sao vậy? Sau khi Phi Sa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc chu Quả Nhi không giấu nổi cái nỗi nghi vấn ở trong lòng ta cũng không rõ nữa chắc là cái lũ ma tộc đã giở trò gì đó rồi hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy rồi mà chưa gặp được người của một tộc nào cả chuyện này là thật quái lạ đó thực lực của một tộc tuy không bằng nhân tộc nhưng tuyệt đối không thể coi thường đâu sắc mặt của hàng lập biến hóa một hồi mới cẩn thận trả lời chẳng lẽ người của một tộc đã bị ma tộc tiêu diệt sạch sẽ không sót lên một ai hả vẻ mặt của chu quả nhi trở nên lo lắng rồi hỏi không có chuyện mà bọn họ bị diệt sạch được đâu dân số một tộc có tới trăm ngàn triệu hơn nữa còn có không ít tu sĩ hợp thể kỳ cho dù không địch lại ma tộc cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ vậy đâu. Huống hồ ngoài mộc tộc cùng nhân tộc chúng ta ra, thì cùng giai tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh, nên những cái tộc đó không thể trơ mắt ra mà nhìn mộc tộc bị tiêu diệt được. Có thể là cái khu vực này thế lực của ma tộc quá mạnh, nên dân chúng mộc tộc sống ở nơi đây đã rút lui tất cả khỏi đây rồi. Hàng lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối nó có lý, chỉ cần chúng ta đi xa cái không gian thông đạo kia hơn chút nữa, ta nghĩ là chắc có thể tình cờ gặp được người của mộc tộc thôi. Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hàng Lập không có nói gì nữa, tiếp tục thúc giục Phi Sa chạy tiếp, trong lòng có chút buồn bực. Ba ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng mênh mông, Phi Sa ngừng lại, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Cách Phi Sa hơn trăm trượng có bảy tám tên cao dai ma tộc chặn ở phía trước. Mấy tên ma tộc này sau lưng đều mọc lên đôi cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ, trên người chúng phủ một lớp lông chim, hai mắt đỏ đậm thoạt nhìn rất là dữ tợn, Ngoài ra phía sau của chúng còn có năm sáu trăm con ma cầm hai đầu. Con nào con nấy tỏ đến cả trượng, khắp cơ thể đầy những cái vết ban năm màu. Trên đầu còn có thêm một chiếc sừng đen xì. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Hàng lập đứng ở phía trước phi xa, mặt không chút biểu cảm rồi hỏi. Gia dạ, tiền bối là thứ bảy rồi. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Hơ, xem ra là mấy tên thủ lĩnh của ma tộc phụ trách nơi đây còn chưa được dạy dỗ cẩn thận rồi. Vậy thì giết hết thôi, Chắc là giải quyết hết cái đám này thì có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian rồi. Hàng lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tiếp theo hai tay áo của hắn bỗng nhiên rung lên, thả ra từng đạo hào quang màu xanh dài chừng nửa tức. Nhìn lại thì đây đúng là 72 cây kiếm nhỏ. Hàng lập bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái lên những cây cây kiếm nhỏ này. Tức thì những cây kiếm nhỏ xíu này ông lên như tiếng rồng ngâm. Tiếp đó tất cả tiểu kiếm một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, Nhất thời trên bầu trời tràn ngập chừng hơn một ngàn thanh kiếm nhỏ màu xanh. Ở phía đối diện, cao giai ma tộc nhìn thấy đều vô cùng kinh hãi, nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui chạy trốn. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn, biến hóa ra binh khí kiểu dáng khác nhau, đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng rống, liền biến thành một cổ gió đen thẳng hướng phi xa đánh tới. Mà sau đó năm sáu trăm con ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào như ông vỡ tổ bám theo phía sau những cái tên cao dai ma tộc. Đi! Ánh mắt của hàng lập lóe lên một tia sát khí, miệng lạnh lùng phát lệnh. Những cái thanh kiếm nhỏ màu xanh đồng thời rung lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần một trượng bắn ra. Trong phút chốc, tiếng xé gió nổi lên khắp trời. Sau một cái chớp động liền đem vài tên cao giai ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ tất cả vào trong đó. Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mảng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục rơi từ trên cao xuống những cái tên cao dai ma tộc cùng ma cầm trong nháy mắt liền bị hơn ngàn đạo kiếm quang chém giết sạch sẽ tay áo của hàng lập một lần nữa rung lên những cái đạo kiếm quang phía xa bỗng nhoáng lên rồi ầm ầm như ông vỡ tổ bay về chui vào tay áo của hắn lúc này trên không trung ngập tràn một mùi máu tanh nồng nặc ngoài ra không sót lại thứ gì khác cả ánh mắt của hàng lập thoáng quét qua phía sau không nói lời nào khẽ thúc giục phi xa phía dưới chân biến thành một đoàn ánh sáng xanh phá không bay đi chặng đường tiếp theo đúng y như những gì hàn lập đã dự đoán không có một ma vật nào nữa xuất hiện cả nhưng mà dọc đường bay qua của phi xa những cái cây to màu xanh đen lại thỉnh thoảng xuất hiện giống như khắp một tộc đều có cái loại cây mang ma tính này càng làm cho Hàng lập kinh ngạc chính là cho dù đã bay xa như thế mà vẫn không gặp được bất kỳ một người nào của một tộc giống như một tộc thực sự đã biến mất vậy một tháng sau Phi đi ngang qua khu vực cạnh một cái thung lũng, hàng lập rút cũng đã phát hiện ra một bộ lạc nhỏ của một tộc đang bị hơn một ngàn tên ma tộc bao vây. Cái bộ lạc một tộc này có đến hơn vạn người, nhưng thực sự có năng lực tác chiến cũng chỉ có hai ba ngàn người mà thôi. Họ đang bị hơn một ngàn tên ma tộc đuổi giết, thất bại thảm hại. Chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt hết thôi. Hàng lập mừng rỡ, không chút do dự, liền thi triển thủ đoạn sát đánh, đem tất cả cái lũ ma tộc kia giết chết trong một chiêu, cứu những người một tộc này sau đó hắn không chờ cho mấy người mộc tộc biểu lộ sự sợ hãi liền trực tiếp nói ra thân phận nhân tộc của mình kể từ đó nhờ mộc tộc đã biết rõ thân phận hắn đã từ miệng của trưởng lão bộ lạc mộc tộc này biết được hết thảy sự tình phát sinh ở mộc tộc linh vực mấy năm gần đây lúc này hắn mới chợt hiểu ra vấn đề nguyên lai là năm sáu năm trước trải qua trận quyết chiến liên quân các tộc cùng với đại quân ma tộc hình thành lên cục diện giằng co đột nhiên ma tộc bí mật điều động một nửa lực lượng đang chiến đấu trên khu vực của hai tộc nhân yêu rồi thông qua không gian thông đạo đưa đến một tộc, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Đại quân ma tộc mãnh liệt như thủy triều, đánh sâu vào lãnh địa của một tộc. Vốn là một tộc còn có thể cùng ma tộc giằng co bất phân thắng bại, nhưng lúc này trong hoàn cảnh như vậy, hệ đánh trận nào liền thua trận đó, kết quả là có đến gần nửa lực lượng của một tộc bị tiêu diệt trong trận chiến này. Bởi vì chuyện này vô cùng bất ngờ, nên liên minh các tộc khác nhất thời không kịp tiến hành giúp đỡ, rơi vào đường cùng. Vị tộc đại trưởng lão Mộc tộc cũng phải tự mình ra tay chống địch, nhưng đã có một thứ xảy ra mà tất cả các tộc khác đều không ngờ tới. Trưởng lão của Mộc tộc vừa xuất hiện ở phía trước nơi hai tộc đang giao chiến, liền bị ba gã Ma tộc Thánh tổ đã sớm mai phục ở đó cùng nhau vây đánh. Tuy ba gã Thánh tổ này không phải là những thủy tổ khủng khiếp như là Nguyên Yểm hay là Lục Cực, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là hóa thân mà là bản thể hàng thực giá thực. Cho nên vừa ra tay, liền đem Mộc tộc đại trưởng lão đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa là giết luôn tại chỗ rồi. Nhưng may thay, khi đại trưởng lão của mộc tộc gặp nguy hiểm, lão liền kêu gọi một cái gốc linh mộc đã thông linh được mộc tộc thờ phụng hàng vạn năm nay. Nhờ lực lượng của cái cây này mới miễn cưỡng thoát mạng từ tay ba gã ma tộc thánh tổ. Nhưng pháp lực toàn thân cũng giảm đi đến 8-9 phần 10. Tu Vi cũng rớt khỏi cảnh giới đại thừa kỳ. Mà mộc tộc khi mất đi chỗ dựa là cái vị đại trưởng lão kia, sĩ khí của binh lính mộc tộc liền rơi xuống cực hạn, không còn lực lượng để chống lại cái sự xâm lấn của ma tộc nữa. ngắn ngủng trong gần một năm, mộc tộc liền chết tới 7-8 phần 10 lực lượng. Ngay tại cái thời điểm đó, quân cứu viện của các tộc khác cuối cùng cũng đã đến được mộc tộc. Nhưng dưới sự uy hiếp của ba gã ma tộc thánh tổ, quân cứu viện cùng với một số quân còn sót lại của mộc tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được phần lãnh thổ còn lại của mộc tộc, không thể khôi phục lại được diện tích ban đầu. Vốn là các bộ lạc mộc tộc sống rải rác đều ào ào rút xuống những cái khu vực được bảo vệ, nhưng có một số bộ lạc nhận được tin tức khá muộn hoặc là hành động vô cùng chậm chạp vì thế nên bị đại quân ma tộc trực tiếp ngăn lại ở trong khu vực bị chiếm đóng rơi vào đường cùng những cái bộ lạc này đành phải ẩn thân tại một số nơi thật xa tạm thời sống lây lắc qua ngày gửi hy vọng vào một ngày nào đó sẽ có binh lính của các tộc khác đánh trở về nhưng mà mấy năm nay ma tộc liên tục tìm kiếm và tiêu diệt số bộ lạc còn có thể tồn tại quả thực là không nhiều lắm đây là lý do tại sao mà hàng lập sau khi từ thông đạo đi ra thì không thấy người của một tộc bộ lạc nhỏ mà Hàng Lập vừa cứu vốn cũng là thành viên của một bộ lạc lớn trong một tộc. Sau khi bị ma quân phát hiện, họ liền tách ra chạy trối chết. Nhưng sau đó lại bị một đội quân ma tộc phát hiện ra. Nếu không may mắn gặp được Hàng Lập thì có lẽ họ đã bị giết sạch hoặc bị bắt đi làm nô dịch rồi. Ôi giả dạ, tiền bối à, tất cả những lời của giảng báo đấu đều là sự thật đó. Mong rằng tiền báu niệm tình đồng minh có thể đưa chúng tôi đến dùng được bảo vệ hay không vậy? Lão giả đứng đầu tiểu bộ lạc mộc tộc này là một gã luyện hư kỳ, sau khi kể hết sự tình liền hướng về phía của Hàng Lập mà đau khổ cầu xin. Hàng Lập đưa ánh mắt quét qua mấy người phía sau, thấy trong bọn họ phụ nữ và trẻ em người già chiếm tới 2 phần 3, không khỏi trầm ngâm một chút, lúc sau mới chậm rãi nói. Mà các người đi cùng, ta tất nhiên không phải là không có khả năng, nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các người trước nha. Trên đường ta tới đây đã đấu với vài tớp ma tộc cao dai, vì vậy bọn chúng đã bắt đầu chú ý đến ta rồi. Vì bọn chúng tìm đến nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Đến lúc đó các người cùng ở bên cạnh của ta lại càng thêm phần nguy hiểm đó. Các người nhiều người như vậy, một khi đã bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể nào bảo vệ toàn bộ các ngươi được đâu. Cái gì? Có chuyện này nữa hả? Đã như vậy, dẫn bối cũng không gượng ép đâu. Nhưng hy vọng tiền bối có thể đem cái tình cảnh của chúng ta nấu cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh nga. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân, cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ này. Nếu thật sự như có ngày đó, bọn người dẫn bối sẽ vô cùng cảm kích đó. Lão giả Mộc Tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàng Lập trịnh trọng thi lễ mà nói ra Tốt, chuyện này không có vấn đề đâu, ta sẽ gửi tin nhắn này giúp các ngươi vậy Nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của đại quân ma tộc, bộ lạc các ngươi có tư liệu của bản đồ về phương diện này hay không vậy? Lần này Hàng Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cũng hỏi ngược lại một câu Ờ chúng tôi thường trống đông chạy tay nên cũng thu thập được chút thông tin ở ừ, chẳng qua là không có kỹ càng lắm ở ừ, chỉ có đại khái mà thôi nha cái vị trưởng lão của bộ lạc trả lời đại khái cũng được rồi hàng lập mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng sau khi hắn theo một tộc trưởng lão tới nơi lấy được cái tư liệu cùng bản đồ liền lập tức bay đi mà bọn người một tộc tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa họ lập tức rời tới một nơi trú ẩn đã được dự phòng trước hơn 10 ngày sau hàng lập điều khiển phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc đột nhiên phía dưới mặt hồ bất ngờ nước tách ra làm hai một bàn tay khổng lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay bàn tay khổng lồ năm ngón chỉ dùng sức một chút thôi liền nghe được tiếng nổ vang lên phi xa trong nháy mắt vỡ vụn ra hóa thành một đoàn lửa xanh ngay lúc đó phía trên phi xa khoảng hơn 20 mươi trượng trong hư không thoáng chút dao động rồi ba bốn người lại hiện ra không chút tiếng động nào rõ ràng chính là ba người hàng lập Hóa ra trước cái khoảnh khắc phi xa bị đánh lén thì Hàng Lập đã có phản ứng rồi. Hắn lập tức thi triển thuộc thuấn di, đem cả ba người chạy ra khỏi phi xa. Giờ phút này Hàng Lập đứng ở trên cao, thần sắc ngưng trọng nhìn lại xuống phía dưới mặt hồ. Kẻ địch phía dưới có thể che giấu được hắn cùng giải đạo nhân nên chắc chắn thần thông rất to lớn. Xem ra lúc này kẻ mạnh thực sự của ma tộc đã tìm tới cửa rồi. Ngay tại cái thời điểm mà Hàng Lập còn đang cân nhắc thì cái bàn tay xanh biếc khổng lồ lại phanh một tiếng, trực tiếp tan biến ra thành bọt nước từng giọt một lần nữa rơi trở về cái hồ nước. Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong, một tòa điện lớn cao khoảng 10 trượng ở trong nước từ từ chui lên. Cái điện này toàn thân trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, trông giống như là dùng nước ở trong hồ trực tiếp ngưng kết mà thành vậy. Đứng ở cửa chính của đại điện là một cô gái trên người mặc chiến giáp màu xanh biếc, làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn chứa một cổ khí chất thanh thoát, hai mắt lạnh như băng nhìn hàng lập trên không trung, khi tức trình người của cái ả ma tộc này sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng, chính là một gã đại thừa kỳ. Nhưng Hàng Lập vừa thấy người con gái trước mặt này có chút quen thuộc, thân sắc không khỏi biến đổi, không tự chủ được mà nói một câu. Là ngươi, ngươi làm cách nào mà đã đem bản thể tới linh giới rồi? Cô gái mặc chiến giáp màu xanh lục vừa nghe xong câu hỏi của Hàng Lập, miệng liền mỉm cười, lộ ra cái hàm răng trắng như ngọc, lạnh lùng nói. Bổn tòa cũng không nghĩ tới là có thể gặp lại ngươi một lần nữa mà sớm như vậy đó. Ngươi đã từng chọc giận bổn tòa dài lần, nhưng lần này đụng phải bản thể của ta, tất nhiên là ta sẽ không bỏ qua đâu. Nếu ngươi nhanh chóng thức thời, đưa tay chịu trói thì ta có thể tha chết cho ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn cùng bổn tòa đồng thủ thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi cái kết cục hồn phi phách tán đâu. Nguyên sát, ngươi thực sự cho rằng dựa vào cái bản thể của ngươi có thể giữ lại ta hay sao? Trong khoảng thời gian này, ta đã gặp thánh tổ của quý tộc cũng không phải chỉ một hai lần đâu. Ngươi thấy bọn họ thực sự có thể làm gì được ta hả? Hàng lập trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới ngáp một cái rồi nói. Ma nữ mặc áo giáp màu xanh lá kia chính là kẻ đã từng có ân oán với Hàng lập, nguyên sát thánh tổ, mà lần này là bản thể đích thân đến. Mặc dù Hàng lập lần đầu tiên gặp bản thể của ả, nhưng là bởi vì trước kia đã từng bị một cổ hóa thân đuổi giết một thời gian dài, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra được, trong lòng không ngừng âm thầm cười khổ. Tuy nhiên bởi vì tu vi của hắn tăng tiến nhanh, mà bên cạnh còn có giải đạo nhân nên cũng không kinh hoàng nhiều lắm, suy nghĩ đảo qua nhanh trong đầu âm thầm tự vạch ra đối sách nguyên sát vừa nghe hàng lập nói như thế đuôi lông mày dựng lên trên mặt hiện lên một tia sát ý nhưng miệng vẫn không có chút cảm tình nào rồi nói chú thích chút xíu nha mọi người có nhớ cái tên nguyên sát thánh tổ này không vậy lát nhắc lại nha nguyên sát thánh tổ này là cái tên đại ma đầu mà lúc trước còn ở nhân giới á chỗ đó lát cũng không nhớ gọi lại gì nữa nhưng mà lúc đó đánh với cái tên nguyên sát thánh tổ này á rồi bị nước vỡ không gian, rồi lại rơi vô cái nơi mà toàn trồng linh dược đồ không đó. Rồi cái hóa thân của cái tên nguyên sát thánh tổ đó trong cái không gian đó bị xét của tiên giới đánh chết queo đó. Rồi, lát nhớ gì lát nhắc lại đó thôi, chứ không biết cái theo cái lời nói của lát đó mọi người có hiểu, mọi người có nhớ không nữa. <laughs> rồi, tiếp tục nha. Ngươi đã gặp những thánh tổ khác hả? Nói như vậy, cái dài ngày trước từ trong thông đạo xông ra chính là ngươi. Như vậy là có chút ý tứ rồi, ta thực sự tò mò là làm sao một gã tu sĩ hợp thể kỳ có thể từ trong tay thánh tổ mà thoát ra được tính mạng vậy? Ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ hợp thể trung kỳ tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, cũng coi như là tu luyện kỳ tài giảng năm khó gặp rồi. Đáng tiếc rằng hôm nay, nếu bị bổn tọa đụng phải thì con đường tu luyện của ngươi đành phải chấm dứt tại đây thôi. Vừa dứt lời, Nguyên Sát cũng không đợi cho Hàn Lập nói lời nào nữa, một cái tay bỗng nhiên nhấc lên, hướng vào hư không phía ba người Hàn Lập đánh một trảo một tiếng. Nước phía dưới hồ phóng lên như thác, rồi ngưng tụ lại trong không gian, một lần nữa biến ảo thành một cái bàn tay khổng lồ màu xanh biếc. Bàn tay lần này to hơn lần trước gấp bội, nằm ngón tay tách ra, đem bầu trời che đi hơn phần nữa, cuốn một cái liền hướng thẳng tới ba người hàng lập đè xuống. Thần thông thủy thuộc tính hả? Hàng lập hai mắt nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm một câu, há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc, tay kia thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, Quả cầu lửa màu bạc này quay tít một vòng, liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn hơn một thước. Lúc này Hàng Lập mỉm cười, dùng một ngón tay ở cánh tay khác điểm tới con chim lửa. Đi! Chim lửa hót lên một tiếng trong trẻo. Thân thể lớn lên với tốc độ điên cuồng, trong nháy mắt biến thành một con chim to như một ngọn núi, hai cánh dương lên, xông về phía bàn tay khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên con chim lửa khổng lồ sau khi chớp động một cái liền trực tiếp đâm vào cái bàn tay khổng lồ. Liền đó cả hai thứ đồng thời nổ tung ra. Trên không trung nước lửa đang vào nhau tạo thành một cây cột lớn phóng vút lên cao rồi hóa thành cái sương mù tản ra bốn phía. Trong khoảnh khắc này bầu trời liền tràn ngập hơi nước trắng xóa. Thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh lục đứng trong tòa điện thấy cái cảnh này ả liền cười khinh miệt cũng không có hành động gì nữa mà chỉ khẽ nói một chữ. Tú! Ngay lúc đó, trên trời cao bỗng nhiên dấy lên vô số trận dao động. Tiếp đó, ngàn vạn cái điểm sáng màu lam hiện ra. Chúng khẽ rung lên rồi như những hạt mưa bay tới nhập vào trong cái làng hơi nước. Phanh! Làng hơi nước tụ lại, biến ảo thành một ngọn núi màu trắng cao đến ngàn trượng. Nó hơi nhoáng lên, bề mặt tràn ra vô số ký hiệu màu lam rồi từ từ hạ xuống. Cả tòa núi đang trôi bồng bềnh, dường như nó không hề có trọng lượng vậy. Hàng lập bên dưới thấy cái tình cảnh này, sắc mặt hơi đổi, hắn khẽ hét lên một tiếng rồi toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt thân hình bỗng lớn lên hóa thành một con cự viên lông xanh sau đó giơ hai tay lên phía ngọn núi điên cuồng đấm tới quyền ảnh vừa lóe lên đã hóa thành hai cơn lốc bay thẳng lên trời cao âm 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 lớp ký hiệu màu lam bị cơn lốc quyền ảnh đánh cho nhộn nhạo hình như lúc nào cũng có thể bị tán đi nhưng ngọn núi màu trắng vẫn đang tiếp tục hạ xuống hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào Hàng Lập đang biến thành cự viên thấy vậy liền giật mình, hai bàn tay to đột nhiên đồng thời chụm lại, rồi khẽ lật lên, hào quang chợt lóe, hai cái ngọn núi một xanh một đen bỗng nhiên hiện ra trong không trung. Tiếp đó, hai tay của cự viên xoay tròn như là hai cái bánh xe, trong miệng nó cũng rống to một tiếng. Mười ngón tay đồng loạt buông ra, hai ngọn núi liền phát ra một tiếng nổ đinh tai, rồi bay thẳng vút lên trên trời. Chỉ thấy hai đạo hào quang màu xanh và đen vừa lóe lên, đã đâm thẳng vào đáy của ngọn núi trắng đang hạ xuống kia. Đầu tiên là ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi, tiếp đó là âm thanh kinh thiên động địa vang khắp đất trời. Đồng thời có một cổ dao động như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ tỏa ra khắp bốn phía, làm cho cả bầu trời vang lên từng trận u u. Cự viên thấy vậy liền không có nói nhiều, Hao quang màu vàng quanh thân chợt lóe lên, đem chu quả nhi bao bọc vào trong, liền đó thân hình hắn khẽ động, cả hai đều biến mất vào trong không trung quanh đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa còn khuôn mặt của giải đạo nhân đang ở bên cạnh không chút thay đổi thân hình của hắn hơi lóe lên đã hóa thành một ngọn gió màu xanh biến mất ngay sau đó cổ dao động mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ kia cuốn qua làm cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo nhưng nguyên sát đang đứng ở phía bên kia khi thấy cơn dao động quét ngược tới hai mắt khẽ nhíu lại miệng ả bắt đầu niệm những cái chú ngữ khó hiểu ngay lập tức ở xung quanh ả tỏa ra một màn hào quang màu lam rất nhu hòa cú dao động vừa tiếp xúc lên cái tấm màn màu lam liền im hơi lặng tiếng tách thành hai ngã mà bay qua kể cả một chút ảnh hưởng cũng không hề có vân hào quang chói mắt rút cuộc cũng tản đi để lộ ra một khung cảnh ở trên bầu trời chỉ thấy giữa bầu trời hiện giờ có ba ngọn núi một lớn hai nhỏ đang chồng lên nhau tạo thành hình tam giác không ngừng dằn co qua lại ngọn núi trắng tỏa ra hào quang màu lam lóng lánh xung quanh là các đạo ký hiệu bay qua bay lại liên tục ngọn núi màu đen lại tỏa ra từng đạo khí xám chúng như là sóng to gió lớn hướng lên phía trên hung hăng đánh tới không ngừng còn cái ngọn núi màu xanh lại tỏa ra ngàn vạn lưỡi kiếm khí Đạo khí tạo thành tiếng veo veo trải đầy khắp nơi đến lúc này ở chỗ cách đó hơn trăm trượng bỗng nhiên dấy lên dao động thân hình của cựu viên và giải đạo nhân lại một lần nữa hiện ra sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt của nguyên sát ả à, chỉ ngón tay phía trên trời cao đồng thời trong miệng nói ra một chữ Phong. Rớp Ngọn núi trắng đang có vô số ký hiệu màu lam xoay tròn xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn ra Tiếp đó mỗi cái mảnh vụn của nó giống như băng tuyết cực lạnh trong trời đất mà dán xuống vậy Hào quang màu lam lóe lên Hai tòa núi một xanh một đen mới kịp sông lên đã bị đóng chặt trong một cái lớp băng màu lam Cự viên do hàng lập biến thành như hít một ngụm khí lạnh Nó không chút lưỡng lự đưa các ngón tay lên phóng ra cái linh hỏa màu bạc Cánh tay khẽ động nó nhìn về phía hai ngọn núi phía trước ném tới nhưng đột nhiên vào lúc này trong không gian xung quanh hiện ra tám bóng người trong suốt khuôn mặt chúng giống hệt như nguyên sát toàn thân như một pho tượng băng trong suốt vậy chúng lao thẳng đến tấn công hàng lập và giải đạo nhân còn chú quả nhi có lẽ vì nàng có tu vi quá thấp nên không bị xem là mục tiêu hàng lập hơi rùng mình hắn không dám chần chừ thêm nữa linh hỏa màu bạc ở trên tay của cự viên liên hóa thành hai sợi dây đánh tới hai cái bóng người phía trước đồng thời hào quang dưới sườn cự viên cũng lóe lên Pháp tướng ba đầu sáu tay của Phạm Thánh Kim Thân cùng với Linh Khu Xanh Biết cũng bất ngờ hiện ra. Rồi cả hai không chút lưỡng lự đánh tới hai cái bóng người trong suốt khác. Còn bốn bóng người đang đánh về phía giải đạo nhân. Hắn chỉ bất ngờ há miệng thổi ra bốn đạo ánh sáng màu vàng. Chúng chợt lóe lên rồi xuyên thủng qua bốn cái thân hình trong suốt đang bay tới. Trong chớp mắt, hai bóng người trong số đó đã bị hai sợi dây lửa quấn chặt lấy mấy vòng. Ngọn lửa trên đó nhanh chóng bùng lên, đem cả hai người bao phủ vào trong đó. Nước lửa kỵ nhau, hai bóng người bằng băng nhanh chóng tan biến thành hư vô. Về phần hai cái bóng người còn lại bên phía khác á, thì bị kim thân và linh khu chặn lại. Bọn chúng đang đánh nhau đến lông trời lở đất. Từng trận khí lạnh tỏa ra bốn phía, uy thế kinh người. Coi bộ thực lực của chúng không hề thua kém cái đám ma tôn bình thường. Mà phía bên kia, không biết bốn cái đạo ánh sáng màu vàng do giải đạo nhân phun ra có uy lực huyền diệu gì trong đó. Chỉ thấy bốn bóng người sau khi bị nó xuyên thủng qua, trong nháy mắt đã đứng im bất động ở một chỗ, giải đạo nhân nhấc tay nhẹ nhàng chụp tới khắp nơi bốn bóng người trong suốt này liền vỡ vụn phát ra những tiếng bang bang hàng lập thấy vậy liền mừng rỡ hai cánh tay của cự viên cũng hướng tới hai bên sườn khu lên một thanh kiếm khí xanh biếc dài hơn một trượng hiện ra thoáng chốc nó đã đem hai cái bóng người đang đấu với kim thân và linh khu đập nát đứng phía xa nguyên sát nhìn thấy cảnh này chẳng những không giận mà còn cười rộ lên ả à đưa hai tay linh ngang ngực rồi bấm niệm thần chú